Vâng, cảm ơn câu hỏi của bác sĩ Tĩnh ạ. Dịp Tết thì có đặc trưng là gì ạ? Có đặc trưng là rất nhiều các loại nước giải khát, đồ uống có cồn đúng không ạ? Thế thì những cái loại như rượu, bia với rất là nhiều phiên bản khác nhau, từ rượu hoa quả cho đến rượu gạo, rượu tự nấu. Thế thì bệnh nhân ung thư gan nói chung và những bệnh nhân ung thư gan nói riêng và bệnh nhân ung thư nói chung thì có nên sử dụng hay không? Thì câu trả lời là với những loại rượu mạnh, rượu có độ cồn cao hay những loại đồ uống có độ cồn cao thì bệnh nhân ung thư gan và bệnh nhân ung thư nói chung thì nên hạn chế, nên kiêng những cái loại đồ uống như vậy vì nó ảnh hưởng đến cái chức năng gan rất là nhiều. Và thêm còn với những cái loại đồ uống mà có độ cồn thấp, ví dụ như các loại rượu vang, các loại rượu hoa quả có độ cồn thấp hơn thì bệnh nhân có thể uống một chút, khoảng 50 đến 100 ml để có thể là chúc Tết cùng gửi những lời chúc, những cái lời chúc sức khỏe, lời chúc may mắn, hạnh phúc đến với bạn thân và đến với bạn bè và gia đình thì đều có thể dùng được ạ. Thêm nữa là trong cái dịp Tết này sẽ có rất là nhiều cái món ăn mà chứa nhiều chất đạm cũng như là chứa nhiều chất dầu mỡ. Thế thì với những bệnh nhân ung thư gan thì chúng ta nên hạn chế những cái thức ăn mà có nhiều chất dầu mỡ hay là có nhiều chất đạm quá. Thì bệnh nhân ung thư gan nên hạn chế một chút vì cái chức năng gan của chúng ta, những bệnh nhân ung thư gan thì chức năng gan nó đã không được tốt rồi thì chúng ta nên hạn chế, giảm cái lượng dầu mỡ đi, giảm lượng mỡ động vật, thay thế bằng dầu thực vật và sử dụng những cái loại dầu mà dầu thực vật có thể trộn salad hoặc hạn chế cái món xào, chiên, rán, quay thay bằng các món luộc, hấp. Và thêm một cái yếu tố cuối cùng đấy là nên tăng cường sử dụng các loại rau xanh, các loại hoa quả hay uống những cái loại trà mà có tác dụng lợi mật và nhuận tràng, ví dụ như là các loại trà nhân trần hay trà artiso ạ.